Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Zidane nói gì về buổi gặp bí mật với Pogba? Theo huấn luyện viên Zidane, việc ông gặp gỡ Pogba chỉ là tình cờ và những câu chuyện giữa họ mang tính chất cá nhân. Mới đây, tờ Mirror của Anh đã gây xôn xao khi đăng bức ảnh huấn luyện viên trưởng Real Madrid Zinedine Zidane cùng ngôi sao Man United Pogba gặp gỡ nhau tại Dubai vào tuần trước. Không có gì khó hiểu khi vấn đề tương lai của tiền vệ người Pháp lại trở thành chủ đề được bàn tán bởi cầu thủ này đã công khai nguyện vọng được rời sang Old Trafford, trong khi Lothar Matthäus lại rất khát khao có được chữ ký của anh. Trong buổi họp báo trước trận gặp Real Mallorca, tất nhiên điều các phóng viên quan tâm chính là nội dung buổi gặp gỡ kéo dài khoảng 10 phút của huấn luyện viên Zidane với Pogba. Chiến lược gia người Pháp thẳng thắn khẳng định đó là cuộc gặp không có chủ đích và những câu chuyện của họ mang tính chất cá nhân. Tôi gặp Pogba một cách tình cờ, chúng tôi nói chuyện bởi biết nhau từ trước và những gì chúng tôi đã nói là vấn đề cá nhân. Đó đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy, chúng tôi đã biết nhau trong một thời gian dài. Những gì huấn luyện viên Zidane giải thích là khá dễ hiểu bởi ông có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Rõ ràng chỉ có thuyền trưởng Real và ngôi sao đồng hương mới biết nội dung thật sự của cuộc nói chuyện bí mật tại Dubai. Về phía Man United, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng đã lên tiếng nhưng tỏ ra là khá bình thản. Thuyền trưởng Quỷ Đỏ tuyên bố, ông tin người đồng nghiệp Zidane và cậu học trò Pogba quả thực chỉ gặp nhau một cách tình cờ. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Liverpool, Solskjaer nói, đừng suy diễn với một bức ảnh. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Pogba nói rằng cậu ấy không muốn ở đây, cậu ấy muốn ở lại MU và thi đấu thật tốt. Ngay sau phát biểu của Solskjaer, một phóng viên đã nhắc lại việc Pogba từng công khai ý định rời MU để tìm kiếm thử thách mới vào đầu mùa hè 2019. Người đại diện của Pogba, Mino Raiola thậm chí từng chỉ trích MU để mở đường cho tiền vệ này ra đi. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Solskjaer vẫn rất tự tin, ông đáp lại, Pogba nằm trong kế hoạch tương lai lâu dài mà chúng tôi hướng đến. Cậu ấy đã rất cố gắng trong thời gian qua bất chấp các chỉ trích. Nhưng các bạn lại suy đoán từ một bức ảnh, nhưng tôi không thấy vấn đề gì ở với chuyện đó. Gặp Man United, Liverpool thách thức kỷ lục của Man City. Nếu đánh bại Man United ở trận derby nước Anh cuối tuần này, Liverpool sẽ cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp của Man City ở Premier League. Chiếc vô địch Champions League ở mùa giải trước đã mang lại cảm hứng lớn cho Liverpool ở mùa giải này. Chẳng mấy thế mà ở Premier League, đội bóng thành phố cảng đã thắng một lèo 8 trận mở màn. Với màn khởi đầu hoàn hảo như vậy, thầy trò Jurgen Klopp đang một mình dẫn đầu bảng xếp hạng, bỏ cách 8 điểm so với nhà đương kim vô địch Man City. Không chỉ tạo ra áp lực cho Man City, Liverpool còn thách thức kỷ lục thắng liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola ở sân chơi số 1 nước Anh. Hiện tại Man City đang giữ kỷ lục là đội bóng có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất lịch sử Premier League 18 trận. Kỷ lục này được thầy trò Pep Guardiola thiết lập ở mùa giải 2017-2018, bắt đầu từ trận thắng 2-1 trên sân của Bournemouth vào ngày 26 tháng 8 2017 và kết thúc bằng trận thắng 1-0 trên sân của Newcastle vào ngày 27 tháng 12. Còn với Liverpool, tính cả 8 trận thắng ở đầu mùa giải này, thầy trò Jurgen Klopp đã nối dài mạch toàn thắng ở Premier League lên con số 17. Trước đó, họ đã có mạch 9 trận thắng liên tiếp ở cuối mùa giải trước 2018-2019. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng nếu đánh bại Man City ở trận derby vào chủ nhật tuần này, Liverpool sẽ cân bằng kỷ lục của Man City để xô đổ kỷ lục của Pep Guardiola. Ngoài 3 điểm ở Old Trafford, thầy trò Jurgen Klopp cần đánh bại Tottenham ở vòng đấu cuối tuần sau. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng với Liverpool, bởi cả Man United và Tottenham đều đang khát khao lấy lại sự thăng bằng sau màn khởi đầu tệ hại. Với cá nhân huấn luyện viên Jurgen Klopp, ông có thành tích đối đầu không quá ấn tượng với Man United. Cụ thể trong 7 màn chạm trán Quỷ Đỏ trước đây ở Premier League, nhà cầm quân người Đức chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng, còn lại ông đã có 4 trận hòa và 2 thất bại. Đặc biệt trong cả 3 lần viếng thăm Old Trafford thuộc Premier League, Jurgen Klopp đều chưa thể ca khúc phải hoàn, hòa 2 và thua 1. Vì vậy 3 điểm vào chủ nhật tuần này là mục tiêu không hề dễ dàng với đoàn quân đến từ thành phố cảng. MU sẽ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ nếu nhận thất bại trước Liverpool và một số kết quả dưới đây xảy ra. Man United sẽ tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 8 vòng đấu đầu tiên, Man United đang có khởi đầu tệ nhất tại Premier League kể từ mùa giải 1989-1990. 9 điểm cùng vị trí thứ 12 khiến Quỷ Đỏ chỉ đang hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm. Tình hình hoàn toàn có thể tệ hơn với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò nếu họ nhận thất bại trước Liverpool tại Old Trafford chủ nhật tuần này. Viễn cảnh tồi tệ nhất với Man United là họ sẽ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ vào chủ nhật. Điều này sẽ xảy ra nếu Everton, Southampton và Newcastle đều thắng vào thứ bảy. Brighton cùng Aston Villa cầm chân nhau trong khi Quỷ Đỏ thua Liverpool với cách biệt 2 bàn trở lên. Nếu các kết quả này đồng thời xảy ra, Man United sẽ tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đây là điều thực sự quá khó để tưởng tượng
cũng như chấp nhận với các cổ động viên của nửa đó thành Manchester. Dù vậy, viễn cảnh này hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Ngoài việc tự lực trước Liverpool, các cổ động viên Man United cũng sẽ phải mong các kết quả nói trên sẽ không thể ra. Ở vòng này, Everton sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà, Southampton phải làm khách trên sân của Wolves, còn Newcastle chậm chán thử thách lớn ở Chelsea tại Stamford. Niềm tin cho Man United có lẽ đến từ việc kể từ khi dẫn dắt Liverpool, huấn luyện Jurgen Klopp chưa từng biết đến mùi chiến thắng tại Old Trafford. Bên cạnh đó là việc bộ ba khét tiếng Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane mới có tổng cộng 1 bàn sau 16 lần chạm trán với quỷ đỏ. Barca và Real thống nhất thời gian đá El Clasico. Trước khi cuộc họp diễn ra vào thứ hai tới, Barcelona và Real Madrid được trao quyền tự thỏa thuận về ngày tổ chức trận El Clasico lượt đi. Như tin đã đưa, với những lo ngại về an ninh sau sự kiện chính trị gần đây ở xứ Catalonia, chính phủ Tây Ban Nha, liên đoàn bóng đá nước này cùng ban tổ chức La Liga đều không muốn trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid ở vòng 10 La Liga diễn ra đúng lịch vào ngày 26 tháng 10 tới. Các bên sẽ họp vào thứ hai tới để đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm tổ chức, nhưng trước đó họ để hai câu lạc bộ thỏa thuận với nhau về vấn đề này. Theo tin mới nhất từ tờ Marca, hai đội bóng sẽ sớm đạt được sự đồng thuận. Phía Barca đề xuất ngày 18 tháng 12 và Real Madrid nhanh chóng gật đầu. Trong thông báo của mình, đội bóng xứ Catalonia viết, vào thứ năm, câu lạc bộ đã thông báo tới ủy ban các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFF về quyết định không thi đấu trên sân Bernabeu như đề xuất mà ban tổ chức La Liga LFP đưa ra. Câu lạc bộ muốn trận đấu diễn ra tại sân Camp Nou vào ngày 26, thời điểm lịch đã được ấn định từ trước mùa giải. Câu lạc bộ có niềm tin tuyệt đối vào người dân nơi đây và thái độ hòa nhã của các thành viên và các cổ động viên, những người luôn thể hiện sự mẫu mực trên sân Camp Nou. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo từ ủy ban của các giải đấu về việc hoãn trận đấu vì hoàn cảnh đặc biệt và trao quyền cho hai câu lạc bộ tìm sự đồng thuận về ngày tổ chức trước thứ hai, câu lạc bộ sẽ đề xuất ngày 18 tháng 12. Câu lạc bộ rất tiếc về sự bất tiện của việc trì hoãn này có thể gây ra cho các thành viên, các hội cổ động viên và người hâm mộ. Giờ đây chúng tôi bắt đầu thực hiện các bước để hoàn lại tiền từ ngày thứ hai, ngày 21 tháng 10 cho những vé đã đặt mua. Không lâu sau thông báo của Barca, phía Real cũng lên tiếng xác nhận ngắn gọn hơn. Sau quyết định của ủy ban các giải đấu AFF về việc hoãn trận đấu ngày 26 tháng 10, đồng thời để hai câu lạc bộ chọn ngày thi đấu, Real cũng thông báo rằng ngày tổ chức được cả hai câu lạc bộ đề xuất là ngày 18 tháng 12. Sau khi hai câu lạc bộ đạt thỏa thuận, câu hỏi đặt ra là đội nào sẽ có lợi hơn từ việc hoãn trận đấu cuối tuần sau. Theo lịch, Real Madrid nằm khách trên sân của Real Mallorca vào đêm mai trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp Galatasaray 3 ngày sau đó. Lobo Ancon có 3 ngày chuẩn bị cho trận siêu kinh điển. Về phần Barca, họ cũng đá vào thứ bảy, làm khách trước Eibar và rồi bay sang Cộng hòa Séc gặp Slavia Praha ngày 23 tháng 10. Nghĩa là Lionel Messi và các đồng đội chỉ có khoảng 2 ngày rưỡi chuẩn bị cho El Clasico. Với việc trận đấu phải hoãn lại, Real Madrid có thể tập trung hết sức vào Galatasaray, trận đấu mà họ phải thắng. Neymar, tôi ăn vạ để bảo vệ chính mình. Tiền đạo người Brazil, Neymar cho rằng việc thường xuyên ngã ra sân trong mỗi pha va chạm là cách để tự bảo vệ chính mình. Neymar có cuộc trò chuyện với Ronaldo béo trên trang Ozer. Huyền thoại người Brazil nói với cậu hợp bối, phong cách chơi bóng của cậu đang gây tranh cãi hơn nhiều so với trước đây. Tôi nói chuyện với bố cậu thì ông ấy bảo cậu ấy làm vậy để không khiến mình chấn thương. Ông ấy nói rằng cơ thể cậu gầy hơn nhiều so với các đối thủ khác và cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là ngã ra. Ronaldo tiếp tục. Neymar thừa nhận điều này, nếu tôi không ăn vạ tôi sẽ dính chấn thương mất. Tôi phải bảo vệ chính mình vì chẳng ai làm điều đấy hộ tôi cả. Neymar là một trong cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất thế giới vì thường xuyên ngã ra sân trước khi hét lên đau đớn sau mỗi pha va chạm. Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, đã có cả một trào lưu các trẻ em đang chơi bóng bỗng ngã ra và hét lên để đóng giả Neymar. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu cho PSG là một trong nhân vật bị phạm lỗi nhiều và nguy hiểm nhất thế giới. Tại World Cup 2019, Neymar suýt mất cả sự nghiệp khi bị Juninho của tuyển Colombia phá bóng từ phía sau lưng. Chấn thương này khiến Neymar có thời gian phải ngồi xe lăn và nghỉ thi đấu một tháng. Trước đó, cầu thủ này mới dính chấn thương 2 lần và nghỉ 14 trận trong suốt sự nghiệp tại Santos cũng như Barca. Sau chấn thương nguy hiểm tại World Cup 2014, Neymar phải nghỉ thi đấu thêm 21 lần vì các chấn thương khác nhau. Lần nghỉ thi đấu dài nhất từ tháng 1 đến tháng 4 2019 cho máu PSG, Neymar nghỉ 85 ngày và lỡ 18 trận cho đội bóng thủ đô nước Pháp vì chấn thương bàn chân. Lúc này Neymar đang có 4 bàn sau 5 trận ở mùa giải này cho PSG. Bất chấp việc bị chỉ trích nặng nề vì gây sức ép rời ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Neymar đang là nhân tố đang chơi hay nhất trong đội hình câu lạc bộ thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, Neymar lại dính chấn thương khi trở về phục vụ đội tuyển Brazil ở cuộc đấu với Nigeria tại Singapore hôm ngày 15 tháng 10. Neymar phải rời sân sau 12 phút, nhiều khả năng cầu thủ người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng.
Liverpool đấu Chelsea vì Harrison mới. Tờ Daily Mail đưa tin cả hai tên tuổi lớn của bóng đá Anh đang đua tranh để chữ ký của Lewis Cox. Bất chấp việc anh mới trở lại thi đấu vào tháng trước sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 12 năm ngoái, tiền vệ 22 tuổi của Bournemouth được so sánh với Jordan Henderson nhờ khả năng hoạt động năng nổ, chuyền bóng và phẩm chất thủ lĩnh. Barca kháng án bất thành, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã từ chối kháng án của câu lạc bộ Barcelona về chiếc thẻ đỏ của Ousmane Dembélé. Án phạt treo giò 2 trận của tiền đạo người Pháp vẫn sẽ giữ nguyên. Real Madrid trở lại vụ Verratti. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ trở lại theo đuổi Marco Verratti cho kế hoạch thế chỗ Luka Modric. Tiền vệ 34 tuổi sẽ chia tay sân Bernabeu vào mùa hè năm sau. Chelsea bực mình với đội tuyển Pháp. Huấn luyện viên Frank Lampard tỏ ra không hài lòng với huấn luyện viên Didier Deschamps và đội ngũ y tế của đội tuyển Pháp vì đã không nhả N'Golo Kanté sớm về cho câu lạc bộ Chelsea. Tiền vệ này chấn thương khi khởi động trước trận gặp Iceland, nhưng Lep Leo chỉ để anh về sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Anh không sẵn sàng cho trận gặp Newcastle tối nay. Wenger chọn quả bóng vàng 2019. Trả lời phỏng vấn VN Sport, huấn luyện viên Arsene Wenger cho biết ông chọn Sadio Mane là người xứng đáng nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2019. Mane là một cá tính tuyệt vời, tôi có thể nói vậy, bởi cậu ấy là một đấu sĩ, một tài năng. Cậu ấy xứng đáng với một danh hiệu lớn vào thời điểm này, ông nói. Jurgen Klopp đánh giá cao MU. Trong buổi phỏng vấn trước trận derby nước Anh, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lên tiếng chỉ trích đội hình kết hợp của Danny Mills trên Sky Sport, gồm 11 cầu thủ Liverpool, và gọi đây là trò hề. Thuyền trưởng Liverpool đồng thời cũng dành sự tôn trọng tối đa cho Manchester. Tôi chắc chắn 100% về sức mạnh của Manchester United, chiến lược gia người Đức nói. De Gea gặp may, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng khẳng định chấn thương háng mà David De Gea gặp phải khi trở về phục vụ đội tuyển Tây Ban Nha không nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu. Tuy nhiên, người gác đền 28 tuổi chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận derby nước Anh chủ nhật này và vẫn chưa rõ chính xác thời gian tái xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng những comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.